Xin chào quý bạn đọc của báo điện tử Dân Trí. Chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chương mục 3 phút cùng luật sư. Và ngay bên cạnh Như Quỳnh ngày hôm nay chính là luật sư Lam Điền. Và luật sư Lam Điền sẽ là người đồng hành cùng với chúng ta trong chương mục ngày hôm nay. Xin chào luật sư. Chào bạn, chào độc giả của báo Dân Trí. Kính thưa luật sư, kính thưa bạn đọc của báo Dân Trí, bạo lực học đường là một cái vấn nạn đã tồn tại thực ra là đã rất là lâu rồi đúng không luật sư? Và Như Quỳnh thấy là trước đây, từ trước đến giờ thì nhà nước cũng như là nhà trường cũng đã có nhiều cái tuyên truyền và những cái biện pháp để mà ngăn chặn cái vấn đề này. Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề này nó không hề dừng lại và vấn nạn này thực sự nó chưa được giải quyết triệt để. Và gần đây thì không biết luật sư Điền có biết cái vụ việc là nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh đập và lột đồ ở Hưng Yên hay không ạ? Tôi có theo dõi vụ việc này. Dạ, và thực sự cá nhân như mình thấy là cái vụ việc này nó giống như là một cái hồi chuông rúng động lên và cho chúng ta một cái cảm giác là thực sự là chúng ta cần phải ngay lập tức tham gia vào cuộc và ngăn chặn triệt để cái vấn nạn này. Bởi vì hiện tại với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội nó làm cho cái vấn đề bạo lực học đường nó bị biến thể, nó không còn giống như xưa nữa. Nó bị lan rộng ra và nó có nhiều cái nguy hại cho người trong cuộc nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì Như Quỳnh cũng như là bạn đọc của báo Dân Trí rất là muốn nghe những cái chia sẻ của luật sư Lam Điền về cái vấn đề bạo lực học đường. Cái câu hỏi đầu tiên mà Như Quỳnh muốn đặt cho luật sư đó chính là cái những em học sinh mà trực tiếp tham gia đánh bạn nói riêng và cái tham gia thực hiện cái hành vi bạo lực học đường nói chung á, thì những em đó có bị vi phạm pháp luật hay không, và nếu như mà có thì cụ thể cái hành vi đó nó vi phạm vào điều luật nào và hình thức xử lý như thế nào thưa luật sư? Đầu tiên là chúng ta phải thống nhất rằng là bạo lực học đường không chỉ là dùng những hành vi vũ lực để mà xâm phạm vào nhân phẩm sức khỏe của người khác, mà hành vi bạo lực, mà cái gọi là bạo lực học đường nó bao gồm cả lời nói nữa mà nó có thể tác động đến nhân phẩm nè, sức khỏe, danh dự của người khác. Thì bây giờ mình quay trở lại thì trong môi trường học đường thì là tùy vào từng hành vi bạo lực học đường và tùy theo từng chủ thể gây ra mà có thể sẽ phải chịu hoặc là không chịu trách nhiệm hình sự. Ở đây thì là sự việc là các nữ sinh là lớp 9 thì là 15 tuổi, thông thường là 15 tuổi, có thể là dưới 15 hoặc là trên 15 một chút như khoảng độ tuổi đó. Thì theo điều 12 của Bộ Luật Hình Sự 2015 thì là người đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác. Hoặc là người từ đủ 14 tuổi nhưng mà dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Như vậy nếu các em học sinh không thỏa mãn điều kiện chủ thể như là dưới 14 tuổi hoặc là dù đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi, nhưng mà tội các em không nằm trong các tội được liệt kê tại điều 12 của Bộ Luật Hình Sự, hoặc là nằm trong các tội được liệt kê nhưng khung hình phạt nó không phải là nghiêm trọng hoặc là đặc biệt nghiêm trọng, thì các em không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng tôi khẳng định đó là hành vi vi phạm pháp luật.